tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên trong các hoạt động, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực vì cộng đồng, là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm 2021, được đưa ra tại Hội nghị tổng kết chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Với chủ đề Tuổi trẻ Đà Nẵng tự hào tiến bước dưới cờ đảng, trong năm qua, tuổi trẻ thành phố đã hăng hái thi đua, lập nên những thành tích xuất sắc. Nổi bật là ba phong trào hành động cách mạng của đoàn và ba chương trình đồng hành với thanh niên đã được các cấp bộ đoàn toàn thành phố triển khai sâu rộng, đáp ứng được yêu cầu của địa phương, phát huy được ý thức tình nguyện, tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên. Công tác phụ trách đội và chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và công tác quốc tế thanh niên được quan tâm. Công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội và đoàn tham gia xây dựng đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn ngày một hiệu quả. Năm 2021, với chủ đề Thanh niên Đà Nẵng khởi nghiệp lập nghiệp, Thanh đoàn Đà Nẵng tập trung các giải pháp hỗ trợ, cổ vũ, phát huy thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế xã hội.